Nếu như cái ngon á là tiền, cái sự ngon là tiền thì Hiền bây giờ đang là tỷ phú, bởi vì cũng quá ngon, không video đâu. Các bạn cứ thử làm mà xem, ăn là quên sầu luôn. Rau này, bún này, thịt nướng này, mùi thơm này, đấy, răng cưa này, hoa quẹt, rất là ngon. Gói cho bạn caramel thử miếng, không là đang bị tốn nhiều nước miếng. Mời caramel nhá. Thịt nướng ngon lắm các bạn, thịt nướng ăn nó mềm ngọt, ngọt từ mật ong này, ngọt từ đường này, thơm từ hạt tiêu này, từ sa tế này, từ tỏi này, từ ớt này, nói chung là rất nhiều vị. À, sau đây Hiền sẽ chế biến cái nước chấm để dùng làm nước chấm bún và thịt nướng nhé. Nước chấm bún thịt nướng, gia vị bao gồm có ớt, tỏi, đường, hạt tiêu, mì chính và quất hoặc chanh. Mình pha mắm với lại nước cho bớt độ mặn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị đã được giã. Gia vị đã được giã thì cho vào vào. Này, rất sánh mịn ngon. Phần thái thịt để tẩm ướp, sau đó thì cho vào xuyên. Cái mỏng cho nhanh chín, nó ngấm gia vị. Đây là cái nước sốt để ướp do Hiền Discovery sản xuất, bao gồm có tiêu, sa tế, đường, mắm, mì chính,
và một số gia vị khác. Bây giờ mình ướp thịt để nướng nha. Sau đây là Hiền Đích Cô Vô Di lại gióm nò nướng thịt để ăn bún. Hôm nay Hiền Đích Cô Vi giới thiệu với các bạn món bún thịt nướng. Đầu đông này nóng nóng, ăn nóng nóng với trời rét 12 độ C là cũng hơi bị chất đấy. Bây giờ qua quá trình tẩm ướp xong thì khoảng hơn nửa tiếng mình bắt đầu cho xuyên thịt. Nay Hiền Đích Cô Vô Di giới thiệu với quý vị và các bạn món thịt nướng, xuyên thịt nướng đây để ăn với bún. Đã lâu lâu rồi không ăn, nay quyết định làm món thịt nướng xuyên. Thịt nướng xuyên thì không còn lạ nữa, thế nhưng mà mỗi một người đều có cách tẩm ướp gia vị khác nhau và thời gian ướp và thời gian nướng khác nhau, cho nên là đều có những giá trị khác biệt, không giống của ai. Hiền Đích Cô Vô Di đã sâu hoàn thành nhé quý vị và các bạn. Bây giờ Hiền sẽ di chuyển ra khu vực cho vào nó nướng. Bạn caramel quay ra đây nhá. Rồi, đã cho vào lò. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ chín nữa này là ăn thôi. Của Hiền Đích Cô Vô Di món thịt nướng bây giờ đã hoàn thành nhá. Rất là vàng ngon. Và chuẩn bị ăn thưởng thức cùng với Hiền Đích Cô Vô Di ăn thịt nóng tại nò. Nóng nóng. Sau đây Hiền Đích Cô Vô Di bắt đầu ăn món bún với lại thịt thịt nướng do Hiền Đích Cô Vô Di sản xuất nóng hổi này. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức nhá. Rau thơm ăn là phải phồng mồm mới sướng, ăn nó mới ngon. Đó. Nó ngon gì đâu á. Các em đứng dậy qua ở đây. Nếu như cái ngon á là tiền, cái sự ngon là tiền thì Hiền bây giờ đang là tỷ phú, bởi vì cũng quá ngon, không có điều đâu. Các bạn cứ thử làm mà xem, ăn quên sầu luôn. Rau này, bún này, thịt nướng này,
mùi thơm này. Đói. Răng cưa này. Hoa quẹt. Rất là ngon. Gói cho bạn caramel thử miếng, không là đang bị tốn nhiều nước miếng. Mời caramel nhá. Thịt nướng ngon lắm các bạn. Thịt nướng ăn nó mềm, ngọt. Ngọt từ mật ong này, ngọt từ đường này, thơm từ hạt tiêu này, từ sa tế này, từ tỏi này, từ ớt này. Nói chung là rất nhiều vị. Thời lượng của video đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Một lần nữa, quý vị và các bạn nếu cảm thấy thú vị, ý nghĩa thì hãy cho Hiền một đăng ký kênh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai, chào quý vị.